Mớ nó là ớ quảng hồn. Thì cái đệ đó là bạn tôi. Thấy vậy bắt đầu tôi vỗ, mà vỗ trúng cái tấm cao su, tại nó chùm, ai cũng chùm cao su hết trơn. Tôi giật mình mà ai cũng đang ngủ nghiêm trang hết, tôi vỗ bịch. Tôi nói ra lọc em, cái gì á. Thì lúc này nó la ớ, bà Nghĩa bên kia bà ngủ ba chớp ba sáng, bà bắt ngồi dậy bà nó chạy, bà con ơi, không biết trời đất kia trơn kêu chạy. Mạnh ai nói chạy túng hết trơn. Bà kêu bay vô cây ông nổ bay ha, dùng cây cối xanh quanh không à. Được con chỗ trống giữa, trống lỏng được nhiêu hà. Mạnh ai nằm nửa đêm bà kêu chạy, bà con ơi. Rồi ta nghi là có hai đặc điểm. Một là cờ me đỏ, Campuchia nó dậy, nó cáp giường mình, sợ vậy đó. Cái thứ hai nữa là sợ ông hổ, hay hoặc con này con kia xuất hiện, mình sợ thú dữ á. Ai dè mạnh ai nói chạy, quảng hồn chân ông già. Ông mới vừa lờm cờm ngồi vậy, bà kia bà bay một cái bà đạp ông dẹp xuống. Ông nói trời ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa chú hai, đại diện cho am trại trên núi, sau kính thưa toàn thể chư huynh đệ đồng đạo trong đoàn kính mến, để tiếp nối theo đây chương trình chia sẻ một đôi nét mà chúng con tìm hiểu được và qua sự tu tập thấy được những gì và ngộ nhận được, thu gặt được những gì, sẽ trao đổi chia sẻ cho cô bác anh chị em mình cùng chúng tôi tìm hiểu. Hồi nãy là siêu mỏng, bây giờ là siêu dày. Tại con nặng ký hơn mà. À, nhìn là thấy dày hơn à, gấp đôi để kia. Thưa chư quý vị, có cái bà cụ chiến rồi đi đòn này nè, cái ở dưới đồng đạo cho hay chân núi á, xe có đi lên hay hoặc ai có đi bộ, nhớ là lên tới cốc ông hai mài nghe, tới cốc ông hai mài nghe, ai cũng ừ nhớ rồi. Bà già 78 tuổi đi lạc mất tiêu đoàn, cái nửa chừng cái tôi đi vừa đi phớt ngang sao bà gặp bà, hỏi chú đạo hỏi gì vậy bà. Bà nói chú có trên núi này không, tôi đang đứng chờ vợ trên núi nè, bà thấy không. Bà nói không phải, ý tôi muốn nói ông có ở lâu trên đây không, ta hỏi làm chi. Bà hỏi số nhà hay gì, bởi không có. Vậy chứ ông có biết cái mài ông hai cốc ở đâu không? Vỗ tay vỗ đi. Nó cốc ông hai mài, chứ đâu có mài ông hai cốc. Bà nói ừ, có mài là được hà. Mới chỉ bà lên trên này, kêu xe ôm đưa bà lên. Vậy thôi đi, làm như cái tôi với bà đó có cái nghiệp tiền kiếp, gặp bà cái nghiệp tiền kiếp. Già thì thôi, ăn cơm phải canh, như thế nào đặng mà mình ăn cơm. Không, con mắt nó lớn hơn cái bao tử. Đoàn thấy tội nghiệp đi cực khổ gian lao vất vả, thấy vậy đoàn mới nấu canh phai ngọt cho ăn. Chiều kho cá sặc mà người ta kho tiêu đó, cá sặc chay kho tiêu đó, ăn cơm chung với phai ngọt. Bà có cái bệnh ăn chầu thè lè, răng thì xíu sọ. Nam mô Đà Phật. Ở đoàn mình có người ăn chầu. Một lát hung đỏ cái đầu hết bây giờ. Ô Phật, không có phải. Xin lỗi. Dạ không phải. Ở đây không có phải nói, mà cái bà ăn chầu trong đoàn mình.
trong đoàn mình các bạn chầu răng bá điều đặn, còn bà này bà tám mấy răng bà xíu xó rồi. Bà có cái bệnh mà tôi đi gần bà, dẫn đoàn đi gần gần bà, lâu lâu cái bà kéo cái ống quần bà chùi một cái là tôi lạnh xương sống rồi. Mình có cái bệnh ghê nữa mà gặp bà tôi bó tay. Chiều nấu cơm đãi cho ăn, ai ta cũng bới vừa vừa hết trơn. Hậu cần thì lúc nào ta cũng muốn cho đoàn ăn cho no, có sức khỏe, chung hang đi non đi núi lễ Phật, lễ các đấng thiêng liêng, đặng mình có cái phước báo. Phước báo ấy sẽ chở che bổ mạng cho gia đình và bản thân của mình. Đảo ngược lại còn bà, chiều về tới, người ta bới cho bà một tượng. 80 mấy tuổi mà ăn một tượng. Người ta có chan canh phai ngọn, ta chan bên, chan nước tương vô bên, để cái phần nào ăn một bên đi. Không, già trộn lên hết trơn, trộn đều lên hết trơn bà ăn. Tính là ăn no nha, ăn ngon lắm. Ai về già đi mệt, về ăn có 2 muỗng, nó dội bật đạn. Vỗ tay vỗ đi, vỗ mà nhá nhá cú này, ai mà nói cho được. Lúc nào khoái thì bà cứ việc vỗ tay lên. Về đem lại cũng là một món quà tinh thần tốt đẹp. Chớ nhạn mình ơi mà ngồi vỗ tay, người ta nói mình á bị bệnh. Cho nên lúc này bà ăn bà dội bạc đạn, bà dòm giáo giác trơn. Ai về bà gặp tôi bà lết lại, mà gặp mình thì mình ghê nữa. Bà lết lại bà nói, ông Đạo ăn giùm tôi con ông Đạo. Tôi gùng mình, tôi đâu có dám ăn. Tôi nói bà cứu nội, ăn cứu đại thành tiên, tôi cũng không dám ăn. Bà nói he, mà không có ai mà vô duyên giống như bà già này. Bà vô duyên mà mượn mình ăn mà không ăn, nó tu hay nó tu ích kỷ, tu gì mà ích kỷ dữ vậy cha. Nói bà cố đội bà ăn, bà trộn cứu này ai dám ăn. Bà kêu hết trơn cái người tu nào trên núi, bà trộn cứu này đi rồi ai dám ăn của bà không. Bà mời mấy ông sư xuất gia luôn đó, ta không còn dính chặn tục đó, mà mời đi thử coi ông dám ăn không. Chứ đừng nói chị tôi là cư sĩ tại gia độc thân, ai mà dám ăn cứu này. Chị đó nghe, ai về đâu bà không ai ăn giùm hết trơn. Bà mượn người này kia không ai ăn, già bỏ thì tội, ráng ăn vô mà ăn no quá, tối á, bắt đầu nó quất hơi bà, nó không tiêu, nó quất hơi bà. Ai về ở đâu bà không có còn không có tiêu quá được đó, nó trương cái bụng bà lên. Bắt buộc mấy anh em xúm nhau, ngựa thì đập gừng, lụi gừng cho ba uống, ngựa thì làm tiêu hết nổ gì, muối hết nổ cho ba uống. Vậy đó thôi, người ta uống muối hoặc mà uống gừng vô, người ta ói ra đi cho nó khỏe. Không chờ tôi cổng mới ói không à. Ấu trời không. Thì thôi giờ đó người ta làm mấy cái đó là mấy cái mình ói ra được đó, không chịu ói, dán dằn dằn lợi hay gì đâu á. Tôi thấy bà thở hết nổi trận trắng con mắt rồi, môi mỏ đóng khói đèn trơn. Thấy vậy tôi mới kê lưng vô, rằng tôi cõng bà đi. Ai về ở đâu á, bà thì hơi nặng ký, tôi kê lưng lên, bà vừa chổng xuống cái gì nè, bà ào cái một trên mình tôi hết trơn luôn. Thôi cái gì nó không thích nó xích lại gần, cái gì không cần nó ngồi ăn cục thù lụ. Ở trong đoàn của mình tôi bắt tại tay cái bà đó 40 mấy tuổi, phụ nữ phụ na, không còn mà công dung ngôn hạnh gì hết trơn. Có gia đình rồi là không còn ai cừ, không sợ ai cừ gì hết trơn. Phụ nữ mà ăn ngồi phải không, cái giò chống lên gì nè, như người nam vậy đó. Mà ta có tô canh 4-5 người ăn, bà lấy cái giá bà húp bà làm gột gột, ai dám ăn không. Mấy bà kia đâu có dám múc chung. Mà mùa này là mùa đại dịch, mùa này là mùa Covid, người ta sợ bị lây lan dữ lắm, người ta sợ bị mắc dịch dữ lắm. Bà bình thường bà húp cú đó còn không ai dám ăn chung, huống chi mùa Covid nữa. Vừa đại quả mà vừa tạm ổn, quý vị mình thấy không, nhờ mình có chích thuốc ngừa rồi đó, có chất đề kháng nó đỡ đó nghe, chứ không thôi đó nghe, đi mà đông cú này đó mắc dịch hết trơn.
đoàn chúng ta ngày hôm nay mình đi cúng lại, đi niệm Phật, cúng các đấng thiêng liêng, các vị như thế này, chúng tôi tin chắc rằng qua sự nguyện ước chư quý vị mình chuyến này về là sẽ được thành công tốt đẹp. Và nếu cô bác anh chị em mình thấy đó, mình đi trong chuyến đi này nó ích lợi làm sao, còn ở nhà mình làm gì được cúng lại như thế này đây? Mà thầy dạy chúng ta niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bông, niệm Phật bình thường, còn đang khỏe, còn đang như thế này, còn đang sanh sống như thế này, lỡ có đau bệnh niệm Phật còn tan nữa kia. Còn tương lai mà chương trình niệm Phật tương lai còn được giải thoát về Tây Phương Cực Lạc nữa. Còn mình hiện nay nè, không biết cúng lại, không biết ăn chay, không biết làm lành, không biết làm thiện. Rồi nữa chừng nó lật ngang, nó đứt cầu chì về đâu? Vỗ tay vỗ đi. Bà nhá nhá hoài hả? Nào giờ chưa nghe từ này hả? Dịch là nó đứt cầu chì hết trơn. Giá khẩu khí khí nhiên tất khứ, bất tri tất lai bất tất lai. Nghĩa là hơi thở này đây phì khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn. Thở ra được, hít lại không được, ắt là ngay tai ngay giò, tâu na quai ngợp. Việt Nam tiếng đặng tiếng được, mà nói chuyện Campuchia. Thì nhớ nói Campuchia mới nhớ. Chuyến đó trong phái đoàn đi với cô Bảy Nga, tục gọi cô Bảy Chầu đồ đó, đi giếng tham quan giếng. Rồi cái dẫn đi mà lúc đó đi lộ bộ không hà, mây kéo phủ tư bề không thấy đường đi, chịch là sẽ bị lãi đường hoặc lạc đường đi. Trên núi đi vô rừng sâu người ta dùng từ lãi đường, chứ không ai dám dùng từ lạc đường. Mà nói lạc đường là coi chừng lây quay sẽ bị lạc. Mà ngộ không biết làm sao mà lãi với lạc là có nghĩa hả? Mà nói từ lạc là nó lạc, mà nói từ lãi mà nó không lạc, sao ngộ vậy đó? Chứ cái từ lãi đường với từ lạc đường nó có nghĩa chứ đâu có lạ. Mây phủ tư bể chân, nhìn không thấy. Lúc này tôi làm trưởng đoàn tôi dẫn đi, ai dè đâu mây phủ quá nhìn không thấy chùa. Chùa ở bên Campuchia cái từ người ta kêu là tâu quát, tâu quát. Tâu quát tức là đi chùa. Lúc này đó nghe tôi ha, mà bình thường mình học tiếng Campuchia tiếng này mình biết, cái tiếng đi chùa tâu quát là mình biết rồi. Nhưng mà đi mỏi mệt quá, với người ta đi bị lạc quá, với mây phủ tư bề, mình đây mà lại tới hình thầy cách nhau hai thước mà còn không thấy người ta. Mây đen kéo tới là dằn vũ tới là không thấy người. Cho nên lúc này đó nghe, tôi không còn nhớ nữa, mà cái chùa cách nhau đó cỡ khoảng 500 mét thôi, cách ngang cái bìa rừng mình không nhớ đường để đi vô. Ai về gặp cái lùm cái chòi của bà Campuchia, bà ở bà giữ vườn giữ đất đai của bà đó trầm trọt chút đỉnh, mới gặp bà mới bắt đầu mới hỏi bà, hỏi đường nào về chùa, đường nào về chùa. Bà nói hả người ta Campuchia mà đi hỏi tiếng Việt sao bà biết, mà cái từ anh từ em tôi biết, mà gặp chúng bà già sao tôi biết tiếng Campuchia bà già kêu là gì. Cái từ con gái nhỏ người ta kêu là ôn uôn uôn tức là em đó, còn bu tức là chú, bòn tức là anh, thì cái đó mình biết rồi. Mà cái vụ bà già tôi chưa có học. Vỗ tay vỗ đi bà nhá hoài á. Tôi chưa có học cái từ bà già sao giờ tôi hết biết rồi. Tôi lúng túng chân, mà bà con đang nói đi từ sáng tới chiều, hỏi mấy cô thứ coi, hỏi cô Bảy coi, đi từ sáng tới chiều tối mới tới một điểm, mà mưa gió rồi mây nó phủ ha, rồi lạnh buốt da người, ở trên núi Tà Lơn có lạnh dị đó, lạnh thấu xương. Cái lúc này đó nghe, cái tôi hỏi bà hoài, cô ơi cô đường nào về chùa, cô đường nào về chùa, mà hỏi hoài bà không có biết. Thấy vậy tôi tức quá, tức tôi dậm dò tôi đánh tay vô ngực là tức chết đi. Bà vô trong cái liều của bà, tôi tưởng đâu làm gì, bà lấy chuối với nước ra bà đãi.
bà nhá làm chi nữa hả? Bà vỗ tay vỗ đi bà nhá. Ở Campuchia đó, mình tức chết đi là mình bực tức, mình mới nói là tức chết đi. Còn bà ở Campuchia, bà là người Campuchia, cho nên cái từ tức ở Campuchia tức là nước, mà chết tức là chuối. Bà tưởng đâu phái đoàn của mình lại xin nước với chuối. Bà vô bà lấy nước cái chuối đem ra bà đãi. Nhiều cái nó cũng ngộ nghĩnh mắc cười gì. Đi vô tới tứ giao điện, vô tới đó cái bà biết cái bổn phận của mình là đau thận, bà yếu thận. Mà yếu thận thì thôi người ta ít uống nước đi. Không, yếu thận chừng nào uống nước nhiều chừng nấy, mà uống là đi, uống là đi. Ngủ trong tứ giao điện, giơ tay gì nè nhìn không thấy, ai mà dám đi trên đó, thú dữ tùm lum ở trên đó, trên núi Tà Lơn giấu giò. Mà tôi đi năm đó, cách đây mười mấy năm trước, giấu giò bằng cái chén gì nè, giấu giò ông cọp, ông hổ ở trển á. Quý vị nào có đi núi Tà Lơn mà bằng đêm mà dám đi ra ngoài, tôi chịu thua liền đó. Nó đen 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 mà nói chung là dơ bàn tay không còn thấy nữa, mà chỉ có trong dùng tứ giao điện ở thôi, xanh quanh đó thôi. Cái điện ở đó, trong đó là cái động, cái điện ở đó bốn cục đá giao với nhau làm có ba cái ngôi thờ. Ba cục đá giao với nhau gọi là bốn cục đá giao với nhau có bốn ngôi thờ gọi là tứ giao điện. Ở dưới tứ giao điện có cái động ở dưới, anh em mới dẫn đoàn lên đó trốn mưa. Đêm mà có mưa tới rồi là trốn trên đó, cho anh em đồng đảo trên đó đó mới cắt. Mấy người mà ẵng tu ở trên núi Tà Lơn đó mới lấy cao kiển bằng ngón giò cái, bằng ngón tay cái chặt. Nó ăn thước mấy hai thước để làm bộ dạc, đóng làm bộ dạc nằm trên đó đó. Chứ không có được giống như nằm dán gì đâu. Nằm ở trên đá có nè, mấy anh em bên Nam, mấy ông già là thường xuyên nằm trên đá hoặc văng võng. Còn mấy bà đó là được đưa lên trên, tại mấy bà là cõi trên chuyển thế xuống mà. Đưa mấy bà nằm ở trên không, đưa bà cắt cái trên vậy nè, đưa cái liều lên, tại mấy bà sợ lắm, yếu bốn vía. Mấy bà đâu dám ngủ dưới, ngủ dưới này lỡ ông cọp ông xuất hiện, hay hoặc là mấy cái ông mà bò dài dưới này rồi chạy, bé Na lợi tới rồi chạy ở đâu. Bé Na là mấy bà biết phải không? Tại trên rừng núi là mình tránh cái từ kêu bé Na là biết, cả mấy ông bò sát dài rồi. Đưa cho bên giới nữ là ngủ ở trên, tội nghiệp bên nữ già cả, đưa lên trên ngủ. Ở dưới này nam ngủ dưới này, bắt đầu cái che mưa che nắng được rồi, trốn mưa được, bắt đầu mấy ông văn võng nằm lò sọt sọt qua lợi này, văn võng nằm ở dưới. Ai dè bà khát nước hoài, bà sợ đi tiểu liền liền mà khát nước nữa. Giết rồi cái không ai dám dẫn đi tiểu nữa, đi vừa vừa thôi. Một đêm quất 18 lần, ai dẫn đi, không dẫn con cái theo điên mình nữa. Toàn là đài đồng đạo không, đồng đạo thì từ bi. Tôi dẫn bà 2 lần, tới lần thứ 3 tôi nghỉ dẫn. Tôi từ bi có nhiêu thôi. Ở trên núi rừng bà biết nó nguy hiểm cỡ nào không? Mà bà không gán cố gắng, bà gồng găng tới sáng á hả? Bà nói ông nội, ông gần gồng giùm tôi đi. Mất dẫn hoài. Tôi không là 2 lần, để kia 3 lần, để kia mấy lần, giết ai cũng trốn bà hết trơn. Xong bắt đầu bà cảm thấy khỏe trong mình, leo lên trên đây ngủ. Ngủ thôi đi, không, cái đem cái chai nước theo, đem chai nước suối á, chai nước suối mà giống như cái chai này gì nè, lấy cái chai gì nè, cái nhỏ uống không đủ, phải lấy chai nước suối bự gì nè, 5 xị, đặng mà có khát nước đặng uống. Ai dè đi mỏi mệt, uống khát nước, uống mở cái nắp ra, quên đẩy lợi, quên đẩy lợi. Nửa đêm ngủ làm sao cái ôm gì, cái tay tê quá vậy, thẳng cái tay ra, nước nó đổ, nó nhiễu, nhiễu, nhiễu xuống, trúng mấy cái ông ở dưới nè, mấy ông nằm ở dưới nè, nước nhiễu, nhiễu xuống. Ông kêu ông la trời, ông ơi nước giờ đâu, giờ này nước gì, nước gì. Bà chơi với bà giật mình lên, bà nói nước của em, nước của em. Ông nói trời ơi nước của bà hả, chắc tôi chết quá. Gỗ tay.
trong đoàn đừng có nói nước của em nghe. Rồi thôi, rồi xong, dẫn tới đi Động Đá Chẻ. Cái năm đó tôi đi 45 người, đi bằng 3 chiếc xe 16 chỗ, 45 người. Tôi dẫn đi, lúc đó có mấy huynh đệ đi theo, hướng dẫn tiếp giùm. Có mượn bà Thím Nghĩa theo, bà nấu cơm. Cái năm đó, đàn ông mà tướng như đàn bà kêu là Thím Nghĩa không. Cho nên lúc này đó, nửa đêm ngủ, tới Động Đá Chẻ, ở trên đây trời mưa. Thấy vậy là đi đòn đó đâu có che gì, đem tấm cao su, mỗi người là hai thước, mỗi người hai thước ống cao su ống. Tới chừng nào mưa đó là chung vô đó, đặng mưa đừng có dột, đừng có tạt vô. Ai cũng ăn uống ngủ nghỉ hết trơn rồi. Mà buổi chiều á là thấy Campuchia, mấy người Campuchia đó nó đi có đòn rồi, nó kéo buổi tình đó là đòn mình gặp rồi. Ba bốn đòn kéo buổi tình về ngang chợ Campos là đòn ai cũng thấy rồi. Nửa đêm cái đệ đó nó nằm nó ngủ, nó nằm nó kê cái đầu nó trên cái rễ cây nè, nửa chừng nó tê cái đầu, không biết nằm thấy cái gì. À, nó la ớ ớ ớ quảng hồn. Thì cái đệ đó làng bạn tôi, thấy vậy bắt đầu tôi vỗ, mà vỗ trúng cái tấm cao su, tại nó chùm, ai cũng chùm cao su hết trơn. Tôi giật mình mà ai cũng đang ngủ nghiêm trang hết, tôi vỗ bịch bịch bịch. Tôi nói ra lộc em, lộc em, lộc em, cái gì á, cái gì à. Thì lúc này nó la ớ, bà Nghĩa bên kia bà ngủ ba chớp ba sáng, bà bắt ngồi dậy bà nói chạy bà con ơi, không biết trời đất kia trơn kêu chạy. Mạnh ai nói chạy túng hết trơn. Bà kêu bay vô cây ông ngọn bay ha, dùng cây cối xanh quanh không à. Được có chỗ trống giữa, trống lỏng được nhiêu ha. Mạnh ai nằm nửa đêm bà kêu chạy bà con ơi. Rồi ta nghi là có hai đặc điểm. Một là Cờ Me Đỏ, Campuchia nó dậy, nó cáp giường mình, sợ vậy đó. Cái thứ hai nữa là sợ ông hổ hay hoặc con này con kia xuất hiện, mình sợ thú dữ á. Ai dè mạnh ai nói chạy, quảng hồn chân ông già. Ông mới vừa lờm cờm ngồi dị, bà kêu bà bay một cái bà đạp ông dẹp xuống. Ông nói trời ơi. Quay sang bắt đầu tôi lấy cái bình dầu tôi đem theo để dành nhóm lửa với đốt đèn ban đêm đó. Tôi đổ ấp vô, tôi lấy hột quẹt tôi quẹt lên, nó cháy phừng lên. Thì thấy không có thấy gì hết trơn á, không thấy gì hết trơn. Cái tôi kêu bà con ơi dừng lại để ổn định lại, tôi sắp xếp ổn định hết trơn. Quay sang ông già ông nói hồi nãy cái bà nào bà kêu chạy, cái bà nào kêu chạy. Cái quay sang nói đây cái bà này chỉ đây. Quay sang ông quay sang ông la, làm cái gì nửa đêm bà kêu chạy hả, ăn ngủ ngon chớn bà kêu chạy hả. Nó nói tại ông không nghe, hồi tối nửa đêm con nghe cái gì phịch phịch, con tưởng đâu là thú dữ nổi dậy, con kêu bà con chạy, nếu không có gì người ta chạy ông đừng có chạy. Ông nói bà cố nội, bà nói chuyện cái sốc họng không à, nửa đêm bà kêu chạy ai nằm đây được không. Nửa đêm ở tại đây mà nửa đêm có bà nào bà mớ bà kêu chạy rồi đứng đó ai mà nằm đây được. Bảo đảm không bao giờ. Cho nên quý vị mình phải cái gì cũng phải trầm tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh. Đi núi đừng nghĩ rằng sẽ không có linh thiêng, đi núi rằng nói chỉ cây với đá không có đâu nghe. À, để Dũng nói 5 phút nữa sẽ chia tay với cô bác anh chị em mình vào buổi tối, để còn một người nữa để gặp gỡ với quý vị mình. Thưa quý vị, ở trên núi hồi cách đây, hồi cái năm đó con quên cái năm đó rồi. Cái năm đó cách đây khoảng mười mấy năm, trên núi ông Cấm không đâu xa lạ. Ông này tên là ông Hai Mội, ông thứ hai, ông tên Mội, kêu ông Hai Mội, mà không biết họ gì, tên Hai Mội. Ông đi non, đi núi, mà ông đi, ông còn quải cái bịch rượu theo gì nè. Mấy ông đạo nói chứ không có gì đâu, không có gì chứ. Mà gặp ông là giàu dữ lắm, mà lúc đó nè, có ông Phận nè, con nè, Út Sưng nè, Bảy Thiện đồ này kia, anh em đông lắm. Út Diễm, Út Hiền đồ này kia có đi đông lắm. Chứ nó đi đó tới mấy trăm người đang mà, ngủ ở nhà trọ bốn phương á. Nhà trọ đó người ta chứa từ 1.000 đến 1.500 được. Ông đi, ông nói tam tông vong mạng, ai nói một đường ông sẽ chọt ngang, kêu ông niệm Phật. Ông nói mấy ông niệm đi, còn bắt người ta niệm cái gì.
mấy ông tu được, mấy ông tu đi, người ta không tu kệ người ta. Mà ông đi theo, tôi nói vậy chú đi theo, đi núi làm gì chú? Ông nói tại tôi khoái, ham vui tôi đi chơi vậy đó, đâu phải tôi đi tu, đi cúng lại gì đâu. Ông nói núi non mà có thấy gì đâu, có thấy cọp gì đâu. Tôi Nam Mô Đà Phật, niệm Phật chú, niệm Phật chú. Nói tối ngày ông muốn gặp cái này, muốn gặp cái kia không hà. Ông nào linh đó, ông nói vậy, ông nào linh đó, làm cái gì đêm nay cho tôi thấy biết đi. Rồi tôi mới tin. Nửa chừng ông ngủ sao ông nghe, ông nghe cái luồng gió thổi tới, ầm ầm tới, cây cối nó liệt địa hết trơn, nó đánh vô trong cái nhà thiết làm ầm 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 cái nhà trọ bốn phương. Lúc này ông mới thấy ông đang nằm vậy đó, mà lúc đó là thời điểm không có điện này, toàn là chạy bằng máy không, mà máy chạy lên mới có điện. Lúc này đó ông ngủ, ông nằm thấy có ông già bà tóc bạc phơ hà, đánh ổng vô trong mình, ổng ba gậy đuổi ổng xuống. Mày không có duyên trên núi, mày xuống núi đi, mày không tin tưởng thằng linh trên đây, mày xuống núi đi. Là lúc đó đã đuổi ông mấy lần trong lúc đó rồi, nhưng mà ổng đâu có biết đâu, ổng chập chờn hoài, ngủ thì bị đuổi, mà thức á thì thức từ sao giờ. Cho nên đó đi xuống bằng đêm sao dám đi. Nửa chừng trong lúc này rồi cái mây mờ kéo tới, gió thổi ầm ầm tới, rồi thì chính vì thế ổng chới giới lên rồi, mạnh ai nấy chạy sập mùng hết trơn, mấy trăm người mà bỏ chạy hết trơn, ta sợ sập cái nhà trọ bút phương thì sẽ bị đè người ta. Mạnh anh ấy chạy tản lạc trơn, tới chừng giật máy đèn lên ổn định hết trơn, kiểm người lại là bà vợ ổng báo cáo là chồng tôi mất rồi, chồng tôi đâu mất tiêu rồi. Tở quở đi kiếm từ tối đó cho tới sáng mà không gặp ổng, không gặp ổng, bà vợ bà khóc bù lu bù la hết trơn. Ai về ổng trong lúc mà bị có luồng gió vậy đó, không biết sao mà cuốn ổng thảy qua bên cái chi lăng ở bển. Ổng nằm trong cái bụi đế sậy, 3 giờ mấy sáng sương xuống ổng lạnh đó. Cái ổng thấy tối hù mà không thấy đồng đạo ai, không ai hết trơn á. Ổng sợ rồi ổng leo lên trên chán ba của cái cây điều, cây đào lộn hột đó. Ổng ngồi trên đó chờ tới sáng rồi ổng mới đi ra thuộc, đi ra cái đường bắn của chi lăng của bên quân đội người ta bển. Rồi nhờ xe ôm, kêu xe mới chở về tới chân núi. Ông lột cái áo gió lên để làm niềm tin, để mà đưa lên gửi cho vợ ổng, là báo rằng là vợ ổng là ổng đi về rồi. Trong đoạn vậy mới an tâm đó. Rồi xong rồi đó, đoàn về hết trơn, cái ổng cho hay á là mọi người về nhà ổng giùm, hướng dẫn là cho ổng quy y giùm. Vậy mới chịu tin đó. Ở đây ai không tin là giơ tay mình nguyện mình giái đi cho thấy gì đi. Thưa quý vị, câu chuyện đến đây và cái ý đệ Dũng đem lại niềm vui cho bà con, tặng món quà sau khi về quê, lúc nào buồn buồn. Bắt đầu mình vô mình đăng ký cái kênh Thành Hậu Tấn Dũng, rồi Hùng Lăng Lóc, rồi Bé Dưỡng, rồi gì Đồng Đạo Bót, mình vô những cái kênh đó để mình mở ra mình coi trong cái chuyến đi của mình như thế nào, niềm vui nó dâng trào, nó quên đi tất cả mọi mệt, lúc đó nó không còn mà nghiệp lực gì nữa cả, nó vui vẻ rồi tiếp tục làm ăn cuộc sống tiến lên, không còn khổ nữa. Vậy chúc phúc cho cô bác anh chị em mình sống mãi sống bền, thân khỏe tâm an, trên thượng dưới hòa, cơm no áo ấm, đi chuyến đi này về phát tâm bồ đề tu hành, được Phật trời cứu, thoát đi những ngày đại nạn sắp đến. Nam mô A Di Đà Phật.